Dạ, kính thưa quý vị, Ngọc Hương ở trong, em có nghe là năm nay là kỷ niệm 40 năm hoạt động của ban nhạc The Redson đúng không ạ? Rồi, congratulations, happy 40th anniversary! Mà nói đến 40 năm kỷ niệm thưa quý vị, thì Ngọc Hân hân hạnh được đồng hành cùng với Trung tâm Thúy Nga. Và năm nay cũng là năm kỷ niệm 40 năm hành trình của Paris by Night. Và nếu như quý vị chưa có xem, thì mới sáng ngày hôm nay 7 giờ sáng thì Trung tâm Thúy Nga đã phát hành DVD Paris by Night 136 hành trình 40 năm tại Bangkok, Thái Lan, hoàn toàn miễn phí ở trên YouTube channel của Trung tâm Thúy Nga. Quý vị có thể lên đó thưởng thức, cũng như là có một món quà đầu xuân từ Trung tâm Thúy Nga gửi đến cho quý vị. Thôi thì bây giờ không tốn thêm thời gian của quý vị nữa. Ngọc Hân sở dĩ nói câu giờ lâu như vậy là bởi vì đang đợi từ từ cho quý khán giả ở từ ngoài xa có thể tranh thủ thời gian để mà tới đây, để ngồi xuống đây. Bởi vì quý vị biết là ca sĩ mà đứng trên sân khấu thì mong chờ nhất là nhìn xuống ở dưới thấy thật đông khán giả và nghe tiếng vỗ tay thật là lớn. Cho nên em đang ráng, em câu giờ được bao nhiêu thì em câu giờ. Hello anh, sao tự nhiên cái đi ngang qua chào